Kính thưa quý vị, cách đây không lâu, nhiều đối tượng chống phá nhà nước ta còn mỉa mai rằng Việt Nam đến cả cái ốc vít còn không làm được, với ý xem thường khả năng sản xuất của đất nước hình chữ S. Thay vì phản bác hay đáp trả, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong âm thầm, chọn cách hành động để tự khẳng định trình độ và sự phát triển thần tốc của mình. Và thực tế mới đây, Việt Nam đã khiến những kẻ từng coi thường mình phải ngỡ ngàng khi hạ thủy thành công con tàu chở hàng lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Đồng thời con tàu này cũng nằm trong hạng những con tàu cỡ lớn của thế giới. Không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, con tàu còn là một cột mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam. Sự kiện hạ thủy con tàu khổng lồ này đã được tổ chức với sự chứng kiến của nhiều người và nhận được sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Với sự kiện này, Việt Nam đã tự tin khẳng định rằng mình có đủ khả năng để đóng góp vào chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu. Vậy cụ thể con tàu Made in Việt Nam này có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của dân tộc? Sự kiện hạ thủy con tàu khổng lồ này đã diễn ra như thế nào mà khiến cả thế giới phải trầm trồ kinh ngạc? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay trong video ngày hôm nay. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2024, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu thuộc SBIC đã hạ thủy thành công tàu hàng rời trọng tải 65.000 DVKT số 01, đồng thời tổ chức lễ đặt ki cho tàu hàng cùng loại số 02. Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu, ông Vũ Thanh Tùng cho biết, con tàu Trường Minh Dream 01 do công ty thi công đóng mới cho công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc. Đây là tàu đầu tiên trong lô 2 tàu có trọng tải 65.000 DVKT do công ty Đông Bắc đặt hàng và thuộc dự án đóng tàu có trọng tải lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tàu Trường Minh Dream 01 có trọng tải toàn phần 65.000 DVKT, chiều dài tổng thể là 199,99m, chiều rộng 32,26m và tổng dung tích 35,82GT. Tàu được thiết kế bởi liên doanh giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam VCK và Công ty Bluestack từ Phần Lan, tích hợp nhiều tính năng vượt trội so với các dòng tàu cùng loại trên thế giới. Toàn bộ quá trình chế tạo tàu được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề của công ty đóng tàu Nam Triệu, phối hợp cùng các nhà thầu trong nước, đảm bảo lắp đặt các trang thiết bị hiện đại và đáp ứng các công ước quốc tế mới nhất. Hiện tại, tàu Trường Minh Dream 01 đã được đăng kiểm bởi cơ quan NK Nhật Bản, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động trên tất cả các vùng biển quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tại mọi cảng biển trên toàn cầu. Tại lễ hạ thủy, ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc nhấn mạnh rằng đây là con tàu chở hàng lớn nhất được đóng tại Việt Nam tính đến nay và cũng là dòng tàu đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU. Ông còn bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp với Nam Triệu và kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục thi công tàu số 02 đạt chất lượng cao hơn, thời gian hoàn thiện nhanh hơn. Quyền Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu Thủy, ông Trần Mạnh Hà, gửi lời chúc mừng đến hai đơn vị là Nam Triệu và Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc, ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn để hạ thủy thành công tàu hàng trọng tải lớn. Ông yêu cầu công ty đóng tàu Nam Triệu tiếp tục dồn mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tàu 65.000 DVKT số 01 để bàn giao đúng hạn, đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng cho tàu số 02 theo yêu cầu của khách hàng. Sự kiện này mở ra cơ hội hợp tác với nhiều chủ tàu mới cho các đơn hàng trong tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Thọ gửi lời chúc mừng đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu, cũng như chủ tàu. Ông nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024 và trùng ngày thành phố tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ, đánh dấu vai trò Hải Phòng là cái nôi của ngành đóng tàu. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để công ty đóng tàu Nam Triệu nói riêng và các nhà máy đóng tàu trên địa bàn phát triển bền vững. Sự kiện hạ thủy con tàu Trường Minh Dream 01 diễn ra với quy mô hoành tráng, có sự góp mặt của cả đại diện nhà thầu đóng tàu lẫn lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong suốt buổi lễ, mọi người đều thể hiện niềm vui và tự hào trước sự thành công vượt ngoài mong đợi khi hạ thủy con tàu chở hàng có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay. Điều này là dễ hiểu bởi vì, như đã đề cập, Trường Minh Dream 01 là sản phẩm hoàn toàn do Việt Nam chế tạo. Con tàu này
đã vượt qua tàu Trường Minh X có tải trọng 56.200 tấn. Một sản phẩm cũng được công ty đóng tàu Nam Triệu sản xuất và bàn giao cho công ty tàu thủy Đông Bắc vào năm 2018. Theo đó, Trường Minh Dream 01 đã chính thức trở thành con tàu chở hàng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài ưu thế về tải trọng, Trường Minh Dream 01 còn giúp Việt Nam tự hào khi sở hữu thiết kế hiện đại và những tính năng tiên tiến hàng đầu. Con tàu này được tối ưu hóa về lực cản, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, chất lượng khí thải và khả năng giảm trọng lượng tàu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các cảng tại Mỹ, châu Âu và cả Úc. Điều này phản ánh sự phát triển không ngừng của ngành đóng tàu Việt Nam, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, khi nhiều doanh nghiệp đóng tàu trong nước đã tận dụng cơ hội để đổi mới mạnh mẽ. Nhờ vậy, ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đã dần khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng. Để đạt được thành công này, không thể không nhắc đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên của các công ty đóng tàu nói riêng và ngành đóng tàu Việt Nam nói chung. Họ đã không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề, góp phần giúp Việt Nam dần làm chủ công nghệ đóng tàu tiên tiến của thế giới. Nhờ vào sự nỗ lực đó, nhiều chuyên gia tin rằng trong tương lai, Việt Nam hoàn toàn có thể chế tạo những con tàu có tải trọng lên đến hàng trăm nghìn tấn, một điều mà trước đây dường như là không tưởng do hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và lực lượng lao động lành nghề. Tuy nhiên, ngành đóng tàu Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Sự suy giảm của thị trường xuất khẩu hàng hóa vào năm 2023 đã khiến nhiều chủ tàu trong nước ngần ngại trong việc đầu tư đóng tàu mới. Trong khi đó, cả nước hiện có gần 120 cơ sở đóng tàu với năng lực sản xuất đã tăng gấp 10 lần so với một thập kỷ trước. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cung vượt cầu khi đầu ra của sản phẩm bị hạn chế. Chính vì vậy, hướng đi khả thi nhất cho ngành đóng tàu Việt Nam hiện nay là mở rộng thị trường sang khu vực và thế giới, tìm kiếm những đối tác có nhu cầu lớn về tàu chở hàng và các loại tàu dân dụng khác. Ngành đóng tàu Việt Nam hiện đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn vốn khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với vấn đề tài chính, đặc biệt là các khoản nợ đầu tư lớn tại ngân hàng chưa được tái cơ cấu. Điều này khiến cho quá trình vay vốn để đầu tư sản xuất trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này, cần có các chính sách hỗ trợ từ chính phủ như cung cấp các gói vay ưu đãi về lãi suất, tái cơ cấu các khoản vay hiện tại và giảm bớt thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các xưởng đóng tàu trong nước. Chỉ khi đó, ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam mới có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đóng tàu hàng đầu thế giới với tầm ảnh hưởng không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Một minh chứng cụ thể là việc Việt Nam đã vươn lên trong top 7 cường quốc đóng tàu toàn cầu và tiến đến vị trí dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á. Theo trang Insider Monkey của Mỹ, Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách 15 cường quốc đóng tàu dựa trên dữ liệu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển. Các nước trong top 6 bao gồm những quốc gia đã rất nổi tiếng trong ngành này như Trung Quốc 44,2%, Hàn Quốc 32,4%, Nhật Bản 17,6%, Philippines 1,6%, Ý 0,82% và Đức 0,63%. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ đóng tàu đạt 0,61% vào năm 2021, cho thấy tiềm năng lớn của đất nước trong lĩnh vực này. Theo Insider Monkey, Việt Nam có lợi thế lớn với hơn 100 bến cảng và gần 20 nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên, số liệu thực tế còn ấn tượng hơn. Theo quyết định số 552 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành vào tháng 4 năm 2022, có thêm 10 bến cảng mới được bổ sung vào hệ thống, nâng tổng số lên 296 bến cảng toàn quốc. Bên cạnh đó, theo Cục Hàng hải Việt Nam, cả nước hiện có 97 nhà máy đóng tàu với công suất từ 1.000 DVKT trở lên, cùng với 68 nhà máy chuyên đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, tổng công suất đạt 2,6 triệu DVKT mỗi năm. Việc lọt vào top 7 cường quốc đóng tàu là một thành tựu lớn của Việt Nam, đặc biệt khi ngành này từng đối mặt với khó khăn trong giai đoạn đại dịch, khi nhiều hợp đồng đóng và sửa chữa tàu giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đóng tàu trong nước đã biết nắm bắt cơ hội để phục hồi và tăng trưởng khi kinh tế toàn cầu hồi phục. Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất là một ví dụ điển hình khi đã vượt qua khủng hoảng và tăng sản lượng đóng tàu gấp nhiều lần so với trước đây. Tổng công ty công nghiệp tàu thủy SBIC cũng ghi nhận sự gia tăng đơn hàng sửa chữa tàu biển cả về số lượng lẫn giá trị doanh thu. Nguyên nhân giúp các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam
có được sự tin tưởng từ các đối tác nước ngoài là do môi trường kinh doanh an toàn, năng lực sản xuất uy tín và chất lượng. Khi đối tác tin tưởng, các đơn hàng đóng tàu mới tiếp tục đổ về Việt Nam, giúp ngành đóng tàu trong nước trở nên nổi bật hơn. Tính từ những năm 1990, sản lượng đóng tàu của Việt Nam đã tăng gấp 10 lần. Công suất của các nhà máy đóng tàu trong nước đã có những bước phát triển lớn kể từ năm 1999, khi Hyundai Việt Nam, một liên doanh giữa nhà máy đóng tàu Hyundai Mipo Hàn Quốc và Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy SBIC Việt Nam, chuyển sang lĩnh vực đóng tàu mới. Sau 15 năm, Hyundai Việt Nam đã tích lũy được 199 đơn hàng và đang hướng đến mục tiêu hoàn thành đơn hàng thứ 200. Hiện tại, Hyundai Việt Nam là nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2020, nhiều tàu tuần tra cao cấp do Việt Nam sản xuất đã xuất khẩu sang châu Âu cùng với các đơn hàng từ Venezuela cho tàu đổ bộ và tàu tuần tra. Tạp chí Diplomat nhận định rằng những bước tiến này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của ngành đóng tàu Việt Nam, biến Việt Nam thành một đối thủ đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á và trên thị trường đóng tàu quốc tế. Ngành công nghiệp đóng tàu tại Philippines và Việt Nam hiện được đánh giá là những nền công nghiệp phát triển nhất trong khu vực, theo nghiên cứu từ Research and Markets. Trong khi đó, năng lực đóng tàu tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Myanmar còn hạn chế do các nước này chủ yếu sản xuất tàu có trọng tải nhỏ. Một chuyên gia hàng hải tại Anh nhận định rằng Philippines có thứ hạng cao là nhờ vào các nhà máy đóng tàu liên doanh với những doanh nghiệp nước ngoài, điển hình là Tesu Capen và SPM. Sự chuyển giao công nghệ từ những quốc gia có nền công nghiệp đóng tàu bền vững như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu cùng với đầu tư vào thiết bị công nghệ tự động hóa đã góp phần tạo nên thành công cho ngành đóng tàu của Philippines. Nếu thiếu sự hợp tác và hỗ trợ này, kết quả của Philippines có thể đã khác. Về phía Việt Nam, các chuyên gia Anh cũng dự báo rằng ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam có khả năng vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4 trên bảng xếp hạng toàn cầu trong vài năm tới, chỉ đứng sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Việt Nam đã đi theo hướng phát triển riêng, khác biệt với các quốc gia mới nổi trong khu vực. Sự tự chủ và nỗ lực phát triển bền vững giúp Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, không còn phải phụ thuộc vào các công ty nước ngoài như trước đây. Báo cáo từ Research and Markets, cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, cho thấy rằng ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, với thị phần ngày càng gia tăng nhờ vào nền kinh tế phát triển ổn định, cùng với hệ thống công nghiệp hỗ trợ và sản xuất ngày càng vững chắc. Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự nổi bật của Việt Nam là vị trí địa lý thuận lợi, với đường bờ biển dài và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn trên Biển Đông, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển ngành đóng tàu. Không chỉ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành đóng tàu Việt Nam còn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Kinh tế biển đã được xác định là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với nhu cầu vận tải biển ngày càng tăng, ngành đóng tàu tại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam cần nâng cao vị thế của mình để giảm phụ thuộc vào các hãng tàu quốc tế, vốn chiếm tới 95% thị phần vận tải biển quốc tế. Hiện tại, Việt Nam chỉ đáp ứng được 5% thị phần, chủ yếu là các tuyến ngắn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn như Mỹ và EU phụ thuộc nhiều vào các hãng tàu nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ vào các hoạt động ngoại giao và những thành tựu đạt được trong những năm gần đây, Việt Nam đang có khả năng tự chủ hơn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Để hiện thực hóa điều này, ngành đóng tàu Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các đội tàu mới, tự chủ đóng mới tàu để phục vụ cho hoạt động vận tải biển, tạo cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển mạnh mẽ hơn. Phát triển công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược biển quốc gia. Ngành công nghiệp đóng tàu không chỉ cung cấp phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách mà còn đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp quốc phòng, dầu khí và thủy hải sản. Tổng giám đốc tập đoàn Fireworks Media, ông Kenny Jong, nhận định rằng với vị trí địa lý chiến lược, đường bờ biển dài và lực lượng lao động lành nghề, Việt Nam đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh quan trọng trong ngành đóng tàu toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam có lợi thế đáng kể nhờ vào nhiều tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đi qua, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho nhiều quốc gia.
Như vậy, tiềm năng phát triển ngành đóng tàu tại Việt Nam là rất lớn và việc hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ đóng tàu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong thời gian tới. Tuy nhiên, để nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cần giải quyết vấn đề về nhân lực. Đội ngũ lao động cần đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công để tránh tình trạng kéo dài thời hạn hợp đồng, gây bất lợi cho doanh nghiệp. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng nắm bắt công nghệ đóng tàu hiện đại là cần thiết. Chính phủ cũng cần xây dựng các chính sách ưu đãi về thuế, điều kiện vay vốn và lãi suất ngân hàng để hỗ trợ ngành đóng tàu phát triển. Những yếu tố này sẽ giúp Việt Nam duy trì và mở rộng vị thế của mình trong top 7 cường quốc đóng tàu toàn cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của tin tức 24 giờ TV. Quý vị có nhận định gì về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà chúng tôi đăng tải mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.